Xin chào, nhiều anh chị chủ nhà quan tâm tới rè motor tự động và anh chị đặt rất là nhiều câu hỏi về cho công ty, đặc biệt là những anh chị mà đã sử dụng rèm cửa rồi đó. Bây giờ các anh chị thích mình nhấn một nút là mình có thể điều khiển đóng mở, hoặc là mình thích điều khiển trên điện thoại, mình thích điều khiển từ ở đâu mình cũng có thể điều khiển được, không nhất thiết phải ở nhà. Thì đây là video mà Tuyền sẽ giới thiệu đến anh chị một loại rèm dùng motor tự động, và đặc biệt là rèm cầu vòng, một cái xu hướng rất là mới và sẽ sử dụng motor tự động anh chị. Thì trường hợp này là khách hàng đã sử dụng rèm của Titaco một thời gian cũng lâu các anh chị. Bây giờ khách nói là anh thích dùng remote mà Tuyền đã đang làm cho anh nè, và Tuyền sẽ giới thiệu đến anh chị. Thì đầu tiên là Tuyền sẽ cắm điện vào để mình hoạt động cái bộ rèm, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cái remote các anh chị. Mà mỗi một bộ motor thì chúng ta có một cái remote như vậy, chúng ta chỉ cần nhấn một nút là motor đã có thể sử dụng, nó chạy lên các anh chị. Nó rất là đơn giản, là các anh chị không cần phải kéo dây nữa, và các anh chị chỉ cần là nhấn một nút là nó có thể chạy lên rồi. Ví dụ các anh chị muốn điều chỉnh ngưng lại á, thì các anh chị bấm stop là rèm đã ngưng. Đối với rèm cầu vòng là hai lớp á các anh chị, nó hoạt động đều mà liên tục với nhau. Thì các anh chị cần che, các anh chị cần nhấn một nút và các anh chị chỉnh một, làm sao cho nó lệch lá là được rồi. Mình nhấn lại stop là nó đã che rồi các anh chị. Rất là tiện lợi cho cái những anh chị nào mà thích công nghệ hiện đại, rồi thích mình điều khiển từ xa. Các anh chị không nhất thiết phải tới cái cửa của mình phải kéo cái dây đó. Thì đây là những cái video mà Tuyền muốn giới thiệu đến anh chị. Thì Tuyền biết là nhiều anh chị rất là thích những cái bộ rèm tự động này. Nhiều anh chị đang là sử dụng rèm rồi đó, đã có rèm rồi. Thì các anh chị có thể liên hệ với công ty, thì công ty sẽ hỗ trợ về các anh chị những cái rèm mình lắp thêm hệ thống tự động. Thì các anh chị giống như khách hàng đây nè các anh chị, đây là bộ rèm cũ rồi, khách hàng sử dụng cũng được 2 năm rồi các anh chị. Và khách hàng nói là anh không thích kéo tay nữa, và ngay chỗ cửa sổ anh không muốn tới mà anh đứng trên cái xung quanh á, thì mình có cái remote mình đã điều chỉnh rồi các anh chị. Thì trường hợp khách hàng này là bên em tới hỗ trợ khách hàng rèm của Titaco, thì bên luôn luôn có những cái ưu đãi đặc biệt, và các anh chị có thể tham khảo về giá thị trường, rồi chính sách của Titaco, nó có hỗ trợ khách của Titaco. Thì các anh chị có thể tham khảo những cái bộ rèm motor tự động mà cuốn lên cuốn xuống nha các anh chị. Ở thị trường nó có 3 loại motor mà các anh chị có thể tham khảo giá: 2.8 triệu, 3.2 triệu và 3.6 triệu. Và cái motor mà công suất lớn thì luôn luôn nó đảm bảo có độ bền và nó hoạt động rất là êm các anh chị. Trường hợp mà anh chị đang sử dụng rèm Titaco á, các anh chị được ưu đãi rất nhiều các anh chị. Như khách hàng đây, bên em xuống gỡ bộ rèm về và lắp hệ thống bộ tự động vào, rồi tụi em khuyến mãi là quay lại lắp hoàn toàn miễn phí, không có tính phí thi công các anh chị. Rồi cái motor là bên em giảm thêm 10% cho khách hàng nữa. Thì các anh chị đang sử dụng rèm của Titaco, các anh chị có thể tham khảo và nhận những cái ưu đãi mà công ty đang là hỗ trợ các anh chị. Nhưng mà đối với anh chị mà có thể xem video là không phải khách hàng của Tính Tâm á, hay là rèm của Titaco các anh chị sử dụng một cái đơn vị khác á, các anh chị cứ liên hệ với bên em. Bên em sẽ làm cho anh chị, hỗ trợ các anh chị để tư vấn các anh chị ra phương án tốt nhất. Những cái rèm motor tự động này á, thì công ty làm rất là nhiều các anh chị, và công ty đã làm nhiều video hướng dẫn cho các anh chị có thể cài đặt và sử dụng trên điện thoại. Các anh chị có thể xem những cái video mà công ty đăng là đã up lên rồi, các anh chị có thể tham khảo. Về sử dụng rèm tự động thì nhiều cái tính năng rất là ưu việt, là chỉ cần mình bấm remote hay là mình điều khiển từ xa thì cái chế độ của nó bền, rất là bền các anh chị, hoạt động êm nè, rồi rất là bền, tại vì cái công suất hoạt động của motor nó lớn hơn nhiều so với những cái vải này, nên các anh chị sử dụng 10 năm, 12 năm motor vẫn hoạt động rất là bình thường. Về chế độ bảo hành các anh chị, ưu đãi thì công ty bảo hành theo cái chính sách của nhà sản xuất là từ 12 đến 36 tháng tùy theo loại motor. Thì các anh chị có thể tham khảo, và Tuyền rất là vui và cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Hẹn lại các anh chị trong những sản phẩm tiếp theo. Tôi là Ngọc Tuyền đến từ Titaco Việt Nam. Xin chào.